Giờ lành đã điểm đúng 3 giờ trưa ngày mai thứ ba, tức là ngày 5 tháng 6 dương lịch. Đây là ngày đón lộc đón tài, thần tài chọn mặt gửi vàng, chỉ đích danh ba con giáp này hái ra lộc, mở miệng ra là hái ra vàng, tưng bừng đón hỷ sự một phút đổi đời. Thứ nhất, tuổi Sửu tử vi nói rằng trong ngày mai 5 tháng 6 dương lịch, tuổi Sửu được chính tài nâng đỡ, mọi kế hoạch làm ăn kinh doanh sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Con giáp này trước kia rất là khó khăn bế tắc, nhưng ngày mai sẽ xóa sạch được những cái xui xẻo, đồng thời đón được nhiều vận may, tìm được hướng đi riêng cho mình, có công việc thích hợp và công việc này giúp cho tuổi Sửu đổi đời, giúp đỡ cho tất cả các thành viên trong gia đình. Thứ hai là tuổi Dậu được thiên tài hỗ trợ trong ngày mai, tình hình tài chính được cải thiện một cách rõ rệt. Con giáp này thừa thắng xông lên, nhận được nhiều vận may, ngày mai bạn nên xuất hành đi xa khám phá nhiều vùng đất mới vì đây sẽ mang lại cho bạn nhiều tài lộc, được nhiều người xung quanh đón nhận và đặc biệt bạn có một cái phần thưởng giá trị rất là lớn. Đây là một ngày đặc biệt ý nghĩa quan trọng đối với người tuổi Dậu. Thứ ba, tuổi Thân, ngày mai từ 3 giờ trở đi, tuổi Thân chính thức bước vào thời kỳ vàng son rực rỡ, rủng rỉnh về mặt tiền bạc. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền lương, một khoản tiền thưởng lớn xứng đáng với công sức mình bỏ ra trước đó. Tuổi Thân trong ngày mai phải tự tin vì bạn sẽ hoàn thành xuất sắc được những công việc cấp trên giao phó. Chính thức ngày mai bạn được thăng quan tiến chức, đổi đời cho cả họ.